Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hiện 28 tỉnh thành ven biển của Việt Nam đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đấu tranh phòng chống khai thác IUU, khắc phục theo các khuyến nghị của EC, tăng cường kiểm tra kiểm soát, qua đó cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng IUU để đảm bảo sinh kế cho ngư dân. Và mới đây tại thành phố Vũng Tàu đã triển khai hội nghị gặp mặt gần 200 cá nhân tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thủy sản và đại diện 17 phường xã trên địa bàn thành phố. Đây đều là những ngư dân chủ tàu cá trên 15 mét hoạt động đánh bắt xa bờ. Đại diện lãnh đạo thành phố Vũng Tàu khẳng định thành phố kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm và xử lý hình sự các vi phạm nghiêm trọng chống khai thác IUU, không thực hiện các chính sách hỗ trợ liên quan đối với chủ tàu cá có tàu cá vi phạm các quy định chống IUU, đặc biệt là hành vi sang vùng biển nước ngoài khai thủy hải sản trái phép. Hiện thành phố Vũng Tàu có 1.353 tàu cá, trong đó tàu trên 15 mét khai thác vùng khơi có 819 tàu và 82 chiếc có chiều dài từ 12 đến 15 mét khai thác vùng lộng, và còn lại là tàu cá từ 6 đến 12 mét khai thác ven bờ là 452 tàu. Trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh cao điểm Bà Rịa Vũng Tàu chung tay gỡ thẻ vàng IUU, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt kiểm soát. Những tàu cá không có đủ giấy tờ sẽ không cho ra khơi đánh bắt. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh điều tra và xử lý hình sự nếu có dấu hiệu hình sự đối với các tàu cá có dấu hiệu vi phạm quy định chống khai thác IUU. Thành phố Vũng Tàu là một trong những địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả về công tác chống IUU trong thời gian qua. Đây là địa phương có nhiều tàu cá, đơn vị hậu cần và doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản. Do đó, việc sớm tháo gỡ thẻ vàng của EC sẽ góp phần xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững và có trách nhiệm, tác động trực tiếp đến kinh tế của thành phố. Còn tại Quảng Nam, với lực lượng hơn 1.900 tàu thuyền các loại, trong đó có trên 700 chiếc tàu có công suất lớn, tập trung ở 3 nghiệp đoàn nghề cá thuộc các xã Tam Quang, Tam Hải và Tam Giang, huyện Núi Thành, là địa phương có đội tàu khai thác hải sản xa bờ hùng mạnh nhất tỉnh. Để đảm bảo khai thác bền vững trên biển, các phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình, các quy định của pháp luật được các nghiệp đoàn nghề cá xa bờ, các tổ đội đoàn kết trên biển của ngư dân huyện Núi Thành cam kết thực hiện nghiêm túc để góp phần sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QNA 90523TS Huỳnh Lan ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành cho biết, để được ra khơi, trước khi xuất bến, tất cả các phương tiện tàu thuyền đều được Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ. Phương tiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình, danh sách thuyền viên, đăng kiểm, đăng ký phương tiện còn thời hạn mới được xuất bến. Các phương tiện này không chỉ giúp cho ngư dân đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, mà còn giúp ngư dân nhận biết vùng biển của nước khác để không vi phạm. Đây là đầy đủ giấy tờ, giám sát hành trình mở 24/24. Từ lúc đi cho đến lúc về nhập cảng, chúng tôi đều thực hiện đúng theo pháp luật của nhà nước để góp phần gỡ bỏ thẻ vàng. Với chức năng nhiệm vụ của mình, thanh tra kiểm soát nghề cá Quảng Nam, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển luôn luôn đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho bà con ngư dân trong quá trình trên biển. Điều đáng mừng là đến nay, tất cả các thuyền trưởng, chủ tàu, nhất là lực lượng tàu khai thác hải sản xa bờ dài ngày đã cam kết thực hiện đầy đủ các quy định để hướng đến một ngành kinh tế thủy sản hiện đại, bền vững và góp phần sớm rút bỏ thẻ vàng IUU. Tàu nhiệm vụ là của bên đơn vị chi cục cùng với các đơn vị phối hợp với kiểm tra các tàu cá cập cảng và rời cảng theo quy định, trong đó là theo cái thông tư 21 cũng như các cái quy định pháp luật liên quan. Thì đối với các tàu cá mà 24 mét trở lên nhé, thì là văn phòng kiểm tra 100% rời và cập, trong đó là giám sát sản lượng. Còn lại là các cái tàu mà dưới 24 mét trở xuống thì là kiểm tra xuất xuất. Đồng thời còn lại nhiệm vụ thì bên trung tâm đăng kiểm tàu cá Quảng Nam và quản lý cảng cá Quảng Nam là khoáng chiếc. Bên cạnh cái việc tuyên truyền tập trung, tuyên truyền riêng lẻ và tuyên truyền trực tiếp đối với chủ tàu, thuyền trưởng lúc xuất nhập bến, ra vào cửa An Hòa, và để chấm dứt cái tình trạng tàu cá ngư dân Quảng Nam và ngoài tỉnh ra vào cửa An Hòa mà vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài, vi phạm IUU, tắt kết nối giám sát hành trình,
trên biển. Năm 2024, ngư dân núi Thành phấn đấu khai thác đạt 48.000 tấn hải sản các loại. Để đạt mục tiêu này, ngoài việc trang bị đầy đủ các loại máy định vị, máy định dạng, radar, máy ICOM tầm ngắn, tầm trung, tầm xa, thiết bị định vị vệ tinh GPS thông qua các lực lượng chức năng như bộ đội biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển, các đoàn tàu xa bờ dài ngày của huyện Núi Thành đã cam kết thực hiện nghiêm các quy định trong việc chống khai thác hải sản trái phép IUU, góp phần xây dựng ngành kinh tế biển bền vững, thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Thưa quý vị, chăn nuôi có vị trí quan trọng là một trong những ngành kinh tế sản xuất chính của nông nghiệp nước ta. Tuy nhiên hiện nay chăn nuôi vẫn còn gặp nhiều thách thức ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển bền vững, đặc biệt là ngành chăn nuôi lợn thời gian qua đã phải trải qua nhiều khó khăn từ sản xuất đến thị trường. Để giải quyết thực trạng này thì việc chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến giết mổ, chăn nuôi khép kín là giải pháp tối ưu đảm bảo được năng suất, chất lượng cũng như là tăng giá trị cho sản phẩm chăn nuôi. Chuồng trại khép kín cùng việc áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, liên kết chuỗi từ con giống, thức ăn chăn nuôi, hiện mỗi tháng doanh nghiệp này đã cung cấp ra thị trường hơn 20.000 con lợn thịt và hơn 4.000 con lợn giống. Trước khi cung cấp ra thị trường, với công nghệ giết mổ hiện đại, doanh nghiệp này còn thực hiện sơ chế thịt lợn kết hợp với chế biến sâu để tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng như xúc xích, thịt hộp, giò chả. Cách làm này không chỉ giúp tiết giảm giá thành chăn nuôi mà còn đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó tăng lợi nhuận cho người sản xuất. Chủ động về vấn đề đầu ra trong cái chuỗi của chúng tôi thì chúng tôi cũng muốn làm sao mà cung cấp những cái thực phẩm sạch, an toàn, cổ tin tới tay người tiêu dùng. Và cũng qua cái chế biến cũng như là pha lóc thì chúng tôi cũng gắn được cái thương hiệu về thịt heo CB để từ đó nâng cao cái uy tín của công ty về cái chất lượng thịt heo này. Và qua cái chế biến sâu thì chúng tôi cũng tăng được cái giá trị của cái sản phẩm lên và ổn định hơn trong vấn đề tiêu thụ. Thống kê của Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy ngành chăn nuôi Việt Nam ghi nhận các số liệu tăng trưởng khá tích cực. Tổng số lợn của cả nước ước tính đến hết quý 1 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2023. Giá bán cũng tăng từ 20 đến 25% ở mức trên 60.000 đồng 1 kg. Giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023, tỷ lệ chăn nuôi nông hộ đã giảm từ 15 đến 20%. Hiện nay, sản lượng lợn sản xuất trong nông hộ nhỏ lẻ giảm còn 35 đến 40%. Sản lượng lợn sản xuất trong hộ chuyên nghiệp và trang trại đạt chiếm 60 đến 65%. Theo Cục chăn nuôi lợn theo chuỗi liên kết khép kín là giải pháp cốt lõi để phát triển bền vững. Thì cái định hướng phát triển chăn nuôi của chúng ta sẽ là chăn nuôi tập trung hiện đại và hàng hóa. Và chính vì vậy cho nên cái xu hướng để sản xuất trong cái trang trại lớn là sẽ là xu hướng trong những cái năm tới. Các cái nông hộ nhỏ lẻ thì chúng ta có thể thu hẹp nhưng mà không thể xóa bỏ được trong cái chiến lược cũng như cái chính sách mà hiện nay Cục Chăn nuôi đang làm đầu mối để xây dựng đấy. Thì ngoài cái việc để đẩy mạnh cái tăng cường sản xuất lớn theo hàng hóa tập trung ấy, thì có các cái chính sách để hỗ trợ cho các nông hộ để đảm bảo sinh kế. Cũng theo Cục Chăn nuôi, nông hộ nhỏ lẻ muốn đứng vững buộc phải liên kết với nhau nhằm tăng sức mạnh để trở thành thành viên của tổ nhóm hợp tác xã hoặc liên kết với các doanh nghiệp. Còn muốn đứng vững độc lập thì các hộ chăn nuôi buộc phải chăn nuôi chuyên nghiệp hoặc chăn nuôi con đặc sản quý hiếm có giá trị cao, chăn nuôi hữu cơ, sinh thái gắn với du lịch. Từ đó ngành chăn nuôi lợn của Việt Nam mới có thể phát triển bền vững theo hướng tăng sức cạnh tranh được về giá thành, chất lượng cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, giá heo hơi hôm nay 14 tháng 5 đã tăng diễn ra trên diện rộng, đã có địa phương ghi nhận mức 67.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay ngày 14 tháng 5 2024 tăng từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg trong phạm vi rộng và dao động trong khoảng 64 đến 67.000 đồng 1 kg. Mức giá tăng cao nhất 2.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Thái Bình và đưa giá lợn hơi tại địa phương này lên mức 67.000 đồng 1 kg, cao nhất cả nước. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay tăng từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg và dao động trong khoảng 62 đến 65.000 đồng 1 kg. Cụ thể, sau khi cùng tăng hai giá, thương lái tại Thanh Hóa, Nghệ An đang cùng thu mua lợn hơi ở mức 65.000 đồng 1 kg, cao nhất khu vực. Cùng đà tăng với khu vực miền Bắc và miền Trung Tây Nguyên, khu vực miền Nam, giá lợn hơi tăng từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg trên diện rộng và dao động trong khoảng 62 đến 65.000 đồng 1 kg. Theo đó, sau khi tăng 2.000 đồng 1 kg, đưa giá lợn hơi tại Bến Tre lên mức 65.000 đồng 1 kg.